Ê tụi bay, nhìn con Trang đưa đẩy với ông kìa. Rẻ tiền. Ê, mà nó có ngủ với ông thầy chưa hả? Dễ gì chưa. Cỡ cái con đó mà không biết trước đề á, ta đi đầu xuống đất cho tụi bay coi. Ê mà sao nó có 8-9 điểm không à? 10 điểm để lộ hay gì? Mày biết thì sao không? Chắc là nó chưa có. Giờ là bài. Còn mấy người kia thì sao? Trễ giờ rồi. Tôi sẽ mãi đề chắc nữa. Cho xíu hay. Một phút. Trễ giờ không nhận bài nữa. Thầy ơi. Đi đâu mà vội mà vàng. Dẫn cái thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Tôi sẽ trừ điểm sau, tôi nhớ mặt các em rồi đó. Ôi, làm bài được không? Làm được đâu má. Mấy câu tôi còn đúng. Làm bừa không à. Như trên. Ôi là trời. Ủa Trang, làm bài được không Trang? Được, dễ mà. Ôi, ghê nha. Có bí quyết gì không? Chỉ với coi Trang. Có. Mà ngu sao nói. Đứng lại làm cái gì? Hát đi, hồi đó khi chị dễ tụi mình đó. Như Quỳnh 7 điểm, Ngọc Minh 5 điểm, Thiên Phú 6 điểm rưỡi, Mạnh Hùng 2 điểm. Dễ, thầy, chấp độ mà thầy. 2 điểm. Dạ, bài đúng cha. Im lặng. Dân 5 điểm. Dương 8 điểm. Cao rồi, tao có 4 điểm. Hùng cao mẹ gì. 7 điểm. Trang 9 điểm. Trời ơi. Tôi gài 7 rồi, sao em thoát được? Không có nổi con 10 của tôi đâu. Em cũng dính 7 mà có 2 điểm nè thầy. Ừ, dính 7 2 điểm mà đúng rồi đấy. Cỡ mày là đúng rồi đó mày. Dính với đâu 10. Chật tờ đi. Sắp tới thi cuối kỳ, tôi báo trước là đề thi rất là khó. Nhưng mà ai ôn bài thì đề sẽ dễ thôi. Tài liệu tôi đã up lên mạng rồi, lớp trưởng sẽ lại cho các bạn giùm tôi. Còn bây giờ, lấy tập ra học bài mới. Dạ thầy ơi. Thầy. Dạ cái tài liệu mà hồi nãy thầy nói á, thầy có bản gốc không thầy? Gốc là sao? Em muốn gốc gì? Dạ thì bản gốc mình cầm trên tay đọc á thầy. Ê tụi bay, nhìn con Trang đưa đẩy với ông kìa. Rẻ tiền. Ê, mà nó có ngủ với ông thầy chưa hả? Dễ gì chưa. Cỡ cái con đó mà không biết trước đề á, ta đi đầu xuống đất cho tụi bay coi. Ê mà sao nó có 8-9 điểm không à? 10 điểm để lộ hay gì? Mày biết thì sao không? Chắc là nó chưa có. Thôi vậy đi. Tới nhà thầy. Thầy đưa cho bản gốc. Dạ.
chưa? Chưa. Chưa luôn. Tí nữa là lỗi đó má ơi. Mấy má nói to, mấy má. Tao kêu còn nhỏ rồi. Ủa trai bị mày nói vậy? Ê mày mắc cười đây. Ê ê ê ê. Tụi bay coi kìa. Nay xiên dữ hen. Qua nhà thầy mượn sách luôn ta. Thì sao? Vậy mà vẫn chưa được 10 điểm ha. Trời trời, bữa ta nói rồi đó. Chắc là nói chưa có. Còn đỡ hơn tụi bay 5-6 điểm mà còn lết lên không nổi. Ừ, có đợi đi rồi biết. Mà thôi kệ, 5-6 điểm cũng có sao đâu. Ít ra mình không cần phải á. Trời kỳ quá, nói vậy kỳ quá. Muốn gì thì cứ nói thẳng đi. Bộ không được điểm cao như tôi nên tức hả? Vậy chưa thẳng. Gì còn ngoài trước nhà tôi vậy? Thầy. Trang tới nhà tôi mượn tài liệu. Có gì không? Dạ không có gì đâu thầy. Tụi em hỏi thăm bạn thôi à. Hỏi thăm thôi. Không có gì thì giải tán đi. Đừng còn ngoài trước nhà tôi. Dạ em chào thầy. Tám gì tám giờ anh khỏe. Điểm thi của đợt này thôi tôi mệt rồi, các em tự lên bảng mà coi nha. Em có 3 điểm mà không cần phải coi đâu. Bảy của tôi khó lắm chứ không có dễ đâu. Thôi, 9 điểm được rồi. Sức mình nhiêu đó thì nhiêu đó thôi. Tụi bay ơi, con Trang nó xém thầy thi kìa. Tao miết thầy nè con. Ê, nó hay vậy quá mợ ơi, 9 điểm mà còn không chịu, thánh thằng à. Mày phải thông cảm cho thầy chứ, cho mày 10 điểm thì lộ quá. Tao thấy 9 điểm được rồi mà, người ta có 8 điểm rưỡi nè. Cuối hành lang lầu 3, dãy B1. Lớp 12A8 ngày xưa, bây giờ là phòng để đồ. Mỗi tuần thứ 3 và thứ 7, buổi trưa 12 giờ. Điểm của tao là 9 điểm toán, 8 điểm rưỡi của mày chẳng qua là điểm kỹ năng thôi, không đủ tư cách đâu. Thì sao? Nói cho mày biết, điểm của tao còn lên được nữa đó.